Trung Quốc phát hiện người đầu tiên nhiễm cúm gia cầm H3N8. Cơ quan y tế Trung Quốc cho hay nguy cơ lây nhiễm chủng cúm này sang người là rất thấp. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 27 tháng 4 cho biết, chủng cúm H3N8 được tìm thấy ở một cậu bé 4 tuổi trú tại tỉnh Hà Nam. Ca bệnh này được phát hiện từ ngày 5 tháng 4, bệnh nhân có triệu chứng sốt và một số vấn đề khác. Bé trai có tiền sử tiếp xúc gà và quạ được nuôi tại nhà. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết nghiên cứu ban đầu xác định biến chủng virus H3N8 được tìm thấy chưa có khả năng lây nhiễm sang người đáng kể. Nguy cơ xảy ra dịch bệnh quy mô lớn là rất thấp. Chủng cúm H3N8 phổ biến ở ngựa và chó, thậm chí nó cũng đã tìm được thấy ở hải cẩu. Trước đó, virus này chưa từng lây nhiễm sang con người. Một chuyên gia về cúm tại Đại học Thú y Hoàng gia Anh cho biết, các phân tích trình tự bộ gen chỉ ra rằng H3N8 trong trường hợp người là loại tái tổ hợp với các gen đã được phát hiện ở gia cầm và chim hoang dã trước đây. Trong khi đó, phó khoa virus học Viện Pasteur Campuchia cảnh báo virus này còn được mở rộng giám sát. Ông nhấn mạnh điều này rất có ý nghĩa bởi trong đại dịch cúm năm 1889 cúm Nga, chúng ta đã từng phát hiện chủng virus nhảy từ động vật sang người và sau đó trở thành mối lo ngại lớn. Các quần thể chim và động vật hoang dã ở Trung Quốc rất đa dạng, tạo môi trường lý tưởng cho virus gia cầm trộn lẫn, đột biến. Một số lây nhiễm không cho người nhưng không thường xuyên, thường là các ca làm việc tiếp xúc gia cầm. Năm 2021, Trung Quốc cũng phát hiện ca nhiễm H10N3 đầu tiên ở người. Các chuyên gia khuyến cáo mặc dù hiếm gặp, virus này khi lây lan sang người có khả năng sinh sản ra các đột biến thích nghi với vật chủ cho phép nó lây lan dễ dàng hơn ở động vật có vú, do đó chúng ta cần chú ý tới các sự kiện mang tính lan tỏa. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.